cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp. Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm hoạt động dưới danh nghĩa xã hội dân sự, kêu gọi bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường, nhưng thực chất là lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá chế độ. Dù thủ đoạn này đã bị lực lượng chức năng vạch trần và cảnh báo tới cộng đồng, nhưng vẫn còn một số cá nhân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, nên vô tình trở thành công cụ tay sai cho các đối tượng phản động cực đoan. Phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội là một chủ trương quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong đó, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao mức sống, thu nhập của nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, một số hội, nhóm thiếu thiện chí, cực đoan, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người lao động. Dưới bình phong tổ chức xã hội dân sự, xuất hiện những hội, nhóm tự xưng là đại diện vì công lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đào tạo, thúc đẩy và liên kết các phong trào dựa vào người dân để mang lại thay đổi xã hội. Tuy nhiên, đây đều là những tổ chức hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam vì vi phạm Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Phần lớn sáng lập viên, thành viên tích cực của những hội, nhóm này đều đang sống lưu vong ở nước ngoài, là gương mặt quen thuộc của phong trào chống cộng. Đáng chú ý thời gian qua, các tổ chức này ráo riết tìm kiếm một vài nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, người dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Qua đó, chúng tiến hành tiêm nhiễm cho những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết các thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách về đất đai và tôn giáo, khiến người dân mất lòng tin với chính quyền, từ đó kích động họ thực hiện các hành vi gây rối biểu tình. Mặc dù cố gắng phô trương thanh thế, các tổ chức tự xưng xã hội dân sự, nghiệp đoàn độc lập vẫn không thể lừa gạt được đại bộ phận người lao động trong xã hội. Chính vì vậy, sau một thời gian hoạt động, nhiều hội, nhóm dần biến mất, không kèn không trống. Thực tế, cái gọi là tổ chức xã hội dân sự, nghiệp đoàn độc lập, công đoàn độc lập không hề mới. Đơn cử tháng 9 năm 2006, Nguyễn Văn Đài, hiện đang sống lưu vong tại Đức, người từng lĩnh án 15 năm tù về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cùng đồng bọn đã lập ra Tổ chức Công đoàn Độc lập Việt Nam để thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền. Đáng buồn là vẫn có hiện tượng người dân vì thiếu hiểu biết, bất mãn chế độ mà sẵn sàng trở thành công cụ chống phá đất nước của các tổ chức nguy hiểm đó. Chính vì vậy, để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp có thể bị liên lụy đến bản thân và gia đình, mỗi cá nhân cần tỉnh táo nhận diện các âm mưu, thủ đoạn núp bóng, bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường để thực hiện các mục đích đen tối của các thế lực thù địch phản động.